Con gái liên tục gặp thị phi, mẹ ruột diễn viên Trúc Anh chính thức phản pháo. Bà còn lý giải nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đột ngột này. Tuy nhiên, khán giả vẫn chê trách nữ chính vì mắc biết về lý do này. Được ví như ngọc nữ màn ảnh thế hệ mới, Trúc Anh được khán giả yêu thích nhờ vẻ đẹp trong trẻo cùng dáng vẻ mảnh mai. Đặc biệt, sau thành công của vai diễn Hà Lan trong phim Mắt Biết, sự nghiệp của Trúc Anh cũng lên như diều gặp gió. Mới đây, tại họp báo ra mắt series âm nhạc Hương Mùa Hè, Trúc Anh rạng rỡ đến chúc mừng những đồng nghiệp như Sunny, Hà Linh, Hoàng Dũng, Rin và Grady. Tuy nhiên, anh ấy đều ngỡ ngàng trước sự thay đổi 360 độ của nàng thơ Victor Vũ. Không quá trau chuốt như mọi khi, Trúc Anh xuất hiện đơn giản với kiểu đầm 2 giây và tông make up nhạt. Cũng vì điều này mà các chi tiết như gương mặt đầy đặn, mũi nở, bắp tay, vai ú nu, body nặng nề làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai tuổi 24. Đáng chú ý, khoảnh khắc vòng hai lớn bất thường càng khiến netizen thêm phần nghi ngờ. Trước những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, chia sẻ với phóng viên, mẹ ruột Trúc Anh ngay lập tức phản bác. Bà cho biết, con gái thời gian này có tăng cân nhẹ vì không bận rộn công việc, chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi và đi học tại trường. Mẹ nữ diễn viên cũng nói thêm, điều này sẽ khắc phục nếu như Trúc Anh trở lại guồng quay đóng phim và dễ dàng ép cân. Sau một mùa dịch, Trúc Anh có tăng cân, làm như quen miệng, chưa xuống cân được. Thứ nhất là vậy, thứ hai là tại vì gần đây mình cũng chưa có dự án nào, Trúc Anh chỉ đi học thôi. Nếu có dự án thì Trúc Anh còn có động lực cố gắng xuống cân, còn bây giờ Trúc Anh đang đi học. Một người mà đùm cái lên 5kg chứ không phải 1-2kg. Với một con người nhỏ nhắn như vậy, nhìn vào thì sẽ thấy Trúc Anh tròn trịa chứ không có con ơi. Trúc Anh đang ở đây với cô, đang đi học, không có chuyện đó đâu. Cô xin đính chính lại một lần nữa, chuyện đó hoàn toàn không có. Trúc Anh hiện tại đang sống rất bình thường, đang đi học mỗi ngày rất bình thường, không có một vấn đề gì hay dấu hiệu gì. Chỉ là Trúc Anh lên mấy cân, bây giờ chưa xuống cân được, chưa siết cân lại được thôi. Chuyện tăng giảm cân là do ý muốn của mình thôi, nếu muốn thì sẽ làm được. Tại vì Trúc Anh hiện tại đang đi học với chưa có dự án nên chưa ép mình vào chế độ giảm cân, mẹ Trúc Anh chia sẻ. Về phía nữ chính gốc ơi tuổi 17, trong đêm cô đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Cả nhà ơi, thời gian qua Trúc Anh chăm sóc bản thân một tí nên hơi mẩm mỉm hơn. Mọi người yên tâm nhé, mình vẫn ổn, không có vấn đề gì đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm Trúc Anh thật nhiều nha. Love you guys very much. Tạm dịch yêu mọi người rất nhiều. Trước đó, Trúc Anh bị nhà sản xuất Dung Bình Dương đả kích gay gắt, thậm chí viết đơn khởi kiện vì tự ý phá vỡ hợp đồng, có thái độ chảnh chọe dù được bà nâng đỡ. Cụ thể như phim Ngốc ơi tuổi 17 và Mắt Biết phát hành cùng một thời gian gần nhau, nhưng Trúc Anh chỉ chăm chút PR phim Mắt Biết. Khi phim Mắt Biết ra mắt thì Trúc Anh cũng không mời tôi đến tham dự sự kiện. Khi tôi vô tình hỏi xin thiệp để đến chúc mừng thì Trúc Anh trả lời hết thiệp rồi. Thời điểm Trúc Anh nổi tiếng tôi gửi tin thăm hỏi thì Trúc Anh rất ít khi trả lời. Đến khi phim Thiên Thần Hộ Mệnh ra mắt, khi tôi đến dự thì chỉ có mẹ Trúc Anh đón tiếp, chứ Trúc Anh thì gần như xa lánh tôi. Và các bạn diễn khác thì Trúc Anh cư xử thế nào thì tôi không rõ. Tôi chỉ thấy từ ngày nổi tiếng thì Trúc Anh cũng hoàn toàn không giao lưu bất cứ ai trong công ty hoặc ekip đoàn phim của tôi. Gần đây nhất là khi ra Huế, đối với trưởng đoàn, Trúc Anh cũng không gặp nói chuyện hoặc nghe điện thoại. Trưởng đoàn muốn gì thì phải liên lạc qua mẹ Trúc Anh. Nhận sự đả kích từ dư luận, khoảng 2 tuần sau thì Trúc Anh mới lên tiếng nói rõ sự tình. Tuy nhiên một lần nữa, làn sóng phẫn nộ lại nhấn chìm người đẹp sinh năm 1998. Thay vì thừa nhận lỗi lầm, việc cô đổ lỗi cho tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, khoảng cách thế hệ được cho là không thành tâm và khá văn mẫu. Suốt 5 năm vào nghề, Trúc Anh vẫn không ngừng học hỏi, hoàn thiện cả kỹ năng lẫn nhận thức ứng xử. Trong suy nghĩ của mình, diễn viên là công việc nghiêm túc và trân quý như bao nghề khác. Bên ngoài màn ảnh, Trúc Anh giống như bao người đang nỗ lực làm việc không hơn không kém, không tự ti và không tự cao. Dù vậy, đôi khi không tránh khỏi vô tình sơ suất. Tôi viết những dòng này sau khi đã trực tiếp tỏ bày và chia sẻ với cô Dung Bình Dương, được cô thấu hiểu những thiếu sót mà khoảng cách thế hệ khiến mình vô tâm buồn lòng cô. Có lỗi lầm, có hiểu lầm, nhưng mình tin rằng không lý lẽ nào hơn lời xin lỗi.